Chào bác, hôm nay em lại tiếp tục lên một số cái đơn hàng lan rừng của Lai Châu. Em có cả hàng hàng rời và hàng đã thuần nhé các bác nhé. Trước tiên là em vào đơn này, đơn số 43 này, đơn chồn bóc rừng này. Đơn số 43 của em có giá là 150.000 này. Cái hàng này hàng giống nhé các bác nhé. Đấy, hàng này hàng giống ấy. Một cây nhưng mà nó hoa thì nó nói chung là tàn rồi. Cái này về các bác cắt bỏ đi để cho dưỡng cây thôi. Mã số 43 có giá 150.000 này. Đấy, hàng giống rất đẹp này, toàn cây đẹp thôi. Một cây này, hai này, ba này, hàng giống đấy các bác nhá. Bốn này. Toàn cây đẹp. Năm này. Sáu này, cây này to đẹp, quá đẹp luôn, cây này quá đẹp luôn, bản lá to đẹp. Đấy, đơn số 43, 150.000. Đấy, đây đơn chồn bóc rừng 43 nhé các bác nhé. Tiếp theo, em xếp lẫn linh tinh này. Chồn 48, số 48, cũng 150.000, một cây này. Ui giời, cây này xếp rụt đẹp long lanh này các bác này. Hai cây này. Ba này. Bốn này. Cây này nó lại mẹ con này, nó đang có cái con dưới này, mẹ con này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy cây. Bảy cây, cây này đang mẹ con này. Đấy, con nó ở dưới này. Đấy, hàng giống nhá các bác nhá, không khi mà về đến tay các bác thì các bác lưu ý cho em là hàng giống nhá. Đấy, không các bác lại bảo cây nó nhỏ chết em đấy. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, đơn số 48, 150.000. Tiếp theo em sang đơn số 47, cũng là hàng giống. Đây đơn 47 đây. Một cây. Đây em cho lên đây cho nó cho bác nó rõ nhá. Đơn số 47 nhá. Một cây này. Bé tí này, hòa tím này. Đấy, các bác nhìn như này thấy nó tím này. Hòa tím rất đẹp. Một cây đấy. Cây thứ hai này, hàng giống. Cây thứ hai. Ba cây. Đơn 47 này có giá 120.000 nhé các bác nhé. Ba cây này. Bốn cây này. Hàng giống đẹp long lanh. Năm cây này. Hoa đây các bác này. Tàn rồi. 5 này. 6. 6 cây. Hoa tím này. 6 cây, cây thứ 6 đi nhá. Cây thứ 7. Bé tí cũng đã có hoa. Cái này các bác về các bác trồng thuần sang năm vẫn hoa bình thường, bé tí nó như này nó đã có hoa. Tiếp theo em sang đơn giống tiếp nhá. Đơn giống cái này là 18, có giá 150.000. Một cây này. Hai cây này. 18, 150.000 nhé các bác nhé. Hai cây này. Ba cây này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám. Đấy. Em để gọn nó sang đây. Đơn số 18 là 150.000 nhé bác nhá. Đơn 18 150.000.
Tiếp theo em sang đơn số 11, 120.000. Đơn số 11 của em có giá 120.000. Đây, một cây giống này. Một cây giống nhá. Đây, cây này đẹp. Hai cây này. Ba cây này. Hàng giống thì nó hơi nhỏ chút nha các bác nhá. Bốn cây này. 5 cây này. 6 này. 7 này. 8. Đấy, hàng giống đấy nhá các bác nhá. Đây. Đơn số 11 120.000. Đấy. Tiếp theo em sang cái đơn đẹp đẹp tí cho các bác sưu tầm, sang những cái cây nó đẳng cấp để các bác về các bác ghép các bác chơi. Đây, đơn này là đơn số 51, một cây này. Đấy, hai cây, đơn này em có hai cây thôi, nhưng mà cây này thì em nói các bác cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, cây nó to kinh khủng. Đơn số 51 có giá 300, một cây. Đấy, hai cây giá 300. Cái đơn này thì nó cái lá này thì nó hơi bị lỗi một tí nha các bác nhé, nó hơi bị gập tí, về các bác trồng các bác treo lên cũng được, treo ngược này nó lên được. Đây, tiếp theo đơn này là đơn số 8. Đơn số 8 này của em có giá 250.000, có hai cây thôi, một cây. Đấy, 250.000 một cây, xếp rút rịt. Đấy, còn cây này thì cực kỳ đẹp luôn này, hai cây, một cặp lá, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá, 6 cặp lá, toàn bản lá to thôi. Đấy, 250.000. Đơn này đơn số 8 nha các bác nhá. Tiếp theo em sang đơn số 49, oánh lẫn linh tinh hết cả lên. Một cây này, 49 của em là có giá 200 nhá. Một cây này. Hai cây. Đấy, cái cây này mới là đẳng cấp này các bác này. Đẹp long lanh, hai cây. Hai cây 200. Đấy. Còn cái hàng đẹp giá nó khác nhá, còn hàng giống giá nó khác ấy. Các bác thì xem các bác cũng lựa giúp em nhá. Những cây đẹp thì em sẽ bán giá nó cao hơn, còn hàng giống thì cũng có rất nhiều nhá các bạn nhá. Tiếp theo em sang cái đơn này không biết là bao nhiêu, đơn 50, hai cây cực đẹp. Đấy, một cây này, một cây này, hai cây này. Cây này thì cực kỳ to như cái quạt, hai cây đấy. Hàng này về thì các bác ghép lên một cái lũa cho em thì nhìn nó mới đẹp, gỗ lũa, chứ còn ghép lên hoặc nhà bác nào mà có cái cây tươi trước cửa nhà đấy, các bác cứ ốp lên cho em, cứ ốp lên là cây nó sẽ đẹp. Còn trồng chậu thì cái này thì nhìn nó bình thường thôi, nhưng mà lên lũa thì nó cực kỳ đẹp luôn các bác. Đơn số 50 của em có giá 300. 50 có giá 300. Đấy, hai cây. Đấy, cắt. Đấy, tiếp theo em lại vào cái hàng giống để cho các bác nhá. Hàng giống nhá. Hàng này thì cũng tương đối đẹp đây. Mã số 45 của em là có giá là 150.000.
150.000 mã số 45 nhá. Đây một cây này, cây này mẹ con này các bác này, bé tí đã ra con này, 150.000 một cây này, hai cây này 150.000 nhá, hai cây nhá. Đấy, cây thứ ba này, thứ ba này, cây này mẹ con, cây số 4 này. Đấy, đấy, cây số 5 này, cây số 5 này là một mẹ hai con này, một mẹ hai con, nhưng mà cái con này khả năng nó rời ra rồi, con này nó rời ra rồi, và con này thì nó vẫn còn nguyên đây, nó vẫn còn nguyên này. Đấy, đơn này là đơn số mấy đây, đơn số 45 nhá, 150.000 nhá, đơn số 45 150.000. Tiếp theo em vào cái đơn nhỏ nhỏ tí. Đơn số 41. Cũng 150.000. Một cây, hai cây, ba cây, cây này đẹp chưa các bác này, mẹ con này. Mẹ con. Ba cây. Bốn cây. Cây này cũng mẹ con này, nhưng mà con nó đang rời ra mất rồi. Đây, một con nó vẫn còn nguyên đây. Một con này thì rời ra rồi. Đấy. Đây. Đấy, các bạn nhìn kỹ giúp em nhé. Tiếp theo, em xem một cái đơn to to hơn một chút. Có giá là 250. Đơn này đơn 15. À không, đơn này là đơn, đúng rồi, 15, 350. Đây nhá, đơn số 15, 350 nhá. À, đơn số 15 là của em là 300, 300. Một mẹ một con nhá. Đấy, một mẹ một con to vật vã nhá. Đấy, cây thứ hai nữa này. Đấy, các bạn nhìn cây to cực to nhá. Cây số 3 này. Đấy, 3 cây. 3 cây 300. 3 cây 300, đơn này đơn số 15 nhá các bác nhá. 300. Tiếp theo. Em sang cái mã rời tiếp. Mã rời này của em thì nó có giá là 180.000 nhé. 180.000. Mã rời này thì mã rời này của em là mã số 46 nhé. Mã số 46, 180.000. Một cây này. Em đếm cây cho các bác. Em đếm nhanh nhanh thôi nhé. Một này, hàng giống nha các bác nhé. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, giống này vẫn có hoa, tám này, chín này, mười này, mười một. Đấy, mã số 46, 180.000. Cái này về em nói thật các bác ghép vào một cái lũa to thì cực kỳ đẹp luôn. Nó là giống thôi nhưng mà cực kỳ đẹp. Mã số 46, 180.000. Tiếp theo, em sang mã này là mã 40. Nắng quá, em phải cho nó ra đây. Mã 40. Hàng giống nhá. Một cây này. Đấy. Đấy, nguyên một rè đây, một mẹ ba con đây, một mẹ ba con, hai này, ba này, bốn này. Đấy, con nó đây. Đấy, con nó đây. Cái này cứ gọi là năm đi. Đẹp thấy ba con này, một con này, hai con này nữa này. Đây này. Đấy,
5 giờ hay sao ấy. 6 này. 7 8 này. 9 10 này. Đơn số 40 150.000 các bác nhá. Đơn số 40 150.000. Tiếp theo em sang cái mã trầm nhá. Đây là trầm trắng nha các bác nhá. Trầm trắng này một chậu như này là em bán 220 nhá. Trầm trắng nhá. Đấy. Trầm trắng này một chậu này, cứ em thì có rất nhiều nhá. Đấy. Em có rất nhiều trầm trắng, cứ một chậu là 220. Các bác lấy thì cứ báo là lấy trầm trắng nhá. Các bác lấy số lượng nhiều cũng có nhá. Vì nó video nó hơi dài cho nên là em báo như thế nhá, cứ một chậu nó như này, bình quân nó như này, nó cũng khoảng 5 6 7 8 thân gì đấy là 220 một chậu. Còn đây là cái trầm rồng đỏ nhá. Trầm rồng đỏ này một chậu nó khoảng 4 5 thân. Đấy, là khoảng 4 đến 5 thân nhá. Trầm rồng đỏ nhá. Là 150 một chậu. Đấy, 150 một chậu rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì hoa nó tím, hoa thơm nhá các bác nhá. Trầm trắng thì hoa cũng cực kỳ thơm nhưng hoa thì trông nó khác lạ thì nó đẹp một chút. Tiếp theo em tiếp theo em sang cái mã cáo. Cáo Lai Châu. Cáo Lai Châu thì tí nữa cho em cho các bác xem một siêu phẩm cáo Lai Châu. Cái đơn cáo này số 3 nhá. Cáo số 3 có giá là 350.000 một cây. 2 3 4 cây, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 4 cây nhưng mà có cái cây to này này, cây to này thì nó có đang có hai vòi hoa này. Đấy. Hai vòi hoa nhá. 4 cây 350.000, cáo Lai Châu. Đấy, đây em sang các bác siêu phẩm dành cho bác nào mà có điều kiện kinh tế nó cao cao và cũng thích sưu tầm cái loại hàng khủng nhá. Đấy, một cây cáo xếp rụt rịt này có giá là 1.500.000 một cặp lá này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cặp lá, bên này là 13 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, một bên 12 một bên 13. Đấy, một vòi hoa này, vòi hoa này nó dài khoảng 50 cm rồi, 40-50 cm rồi. Vòi này dài khoảng 30 cm rồi, hai vòi này. Đấy, ba vòi hoa này, bốn vòi hoa này, năm vòi hoa này. Đấy, cây này thì, đấy, bên này thì nó còn có hai con nữa nhá. Hai con này, hai con. Đơn cáo số 2 này của em là có giá là 1.500.000 nhé. Đây có hai con đấy nha các bác nhé. Hai con này nó cũng to rồi đấy. Đấy, hai con này của nó cũng to rồi. Đấy, 5 vòi hoa nhé các bác nhé. 12, 13 cặp lá nhé. Cáo số 2, 1.500.000. Tiếp theo, em vào mấy cái mã kiều tím. Kiều tím. Đây, một đơn đây, một đơn kiều tím như này nhá. Của em là kiều số 2 nhá, kiều tím số 2 nhá. Các bác làm lấy thì báo em là kiều tím số 2 nhá. Để em biết em lựa đơn cho các bác. Kiều tím số 2 có giá 300.000. Kiều tím, rè kiều tím, nguyên rè nhá, toàn hàng rè đấy nhá các bác nhá. Đây toàn rè đấy nhá. Đấy, kiều tím. Kiều tím thì hoa nó tương đối đẹp đấy các bạn. Đấy, thân tờ đây, thân hoa năm tới sẽ cho hoa ấy. 300.000 các bác về các bác làm một chậu này, quá ngon này. Đấy, kiều tím miền Trung nhá các bác nhá. Tiếp theo, em sang kiều tím mã số 1. Đấy, các bác lấy kiều thì các bác cứ báo cho em là kiều mã 1, kiều mã 2 nhá. Có giá là 250.000. Đấy, 250.000. Về các bác phun cho em liều thuốc kích kỳ duy xanh ở đây thì nó ra rất nhiều mầm nhé. Đấy, nó đẻ thì cực kỳ nhiều. Mà bên em cũng có bán cái
cái kỳ nhá các bác, mà cái duy xanh em bán 60.000 nhá, duy đỏ em bán 70.000 đấy, các bác mà lấy thì có báo, có thể là báo thêm là lấy thêm cái kỳ nhá. Đấy, tiếp theo em sang cái mã cáo phân nhánh của Lai Châu, một cây thôi, 1 2 3 4 5 6 cặp lá, 6 cặp rưỡi. Bên này 1 2 3 4 5 6, 6 cặp rưỡi hết nhá. Cáo phân nhánh đây, một vòi hoa dài khoảng 40-50 cm đây, phân hai nhánh nhá. Phân hai nhánh. Cáo số 1 của em có giá là 800.000 nhá, cáo phân nhánh. Vòi này nó dài khoảng 50 cm, gần 50 cm rồi, từ gốc lên đến ngọn này gần được 50 cm rồi. Đấy, em quay rõ rõ cho các bác xem nhé. Đấy, cáo số 1 có giá 800k. Tiếp theo em sang mấy cái đơn tam bảo sắc, à chồn trồng thuần đây, cái bảng của nó đây, 1 cây 2 3 4 5 6 cây 250.000, mã C1. À, mã này là mã 01 hay à 61. Mã 61. 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây. 6 cây chồn 250.000 đã trồng thuần. Tiếp theo mã 62 cũng 250.000. 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây cũng 250.000, mã 62. 63 cũng 250.000. 1 2 3 4 5 6 7 cây. Cả to cả nhỏ là 7 cây, mã 63 cũng 250.000. Đấy, tiếp theo em sang mã 64 cũng 350.000. Có 2 cây thôi. 2 cây nhưng mà 2 cây này nó to. Hoa đây các bác này. Hoa quay như này các bác nhìn mới biết là hoa đẹp này. Đấy. Đây. Này các bác nhìn mới biết là nó đẹp này. Đấy. Hoa dài kinh khủng. Đấy các bác nhìn. Đẹp. Mã 64 350.000 2 cây. Đấy, một đấy, cái cây này thì nói chung là nó bị tụt mất, cây này trước của em là nó 7-8 cặp lá thôi, nhưng mà nó bị tụt mất thôi, nó còn ít trên này thôi. Đấy, đây nữa này. Nhưng mà nó mỗi cây nó hai vòi hoa mà các bác nhìn. Mỗi cây hai vòi hoa, cái này thì nụ dưới nó vẫn còn đang nở nhá. Về đến các bác vẫn được chơi hoa nhá. Đây. Nụ dưới nó vẫn còn này. Đấy. Tiếp theo em vào mấy cái giò phi điệp tím cho các bác sưu tầm nhá. Đây là một giò cực to cực khủng nhá. Cực to đây. 17 cái thân mầm gốc này nhá. 17 cái mầm gốc, mỗi cái nó khoảng tầm 20 cm trên 20 cm rồi. Đấy, và đây. Cái này năm nay nó cả nụ cả kỳ loạn hết cả lên đây. Đấy, đang nụ đây, cả nụ cả kỳ. Đấy, phi điệp tím số 1 có giá là 700k nhé các bác nhé. 17 cái mầm gốc to bự này, dài này. Đấy, và đang nụ nhé, đang sưng nụ và cũng kỳ cũng ra rất nhiều đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, em đếm hình như là có 11 hay 12 cái thân hoa năm nay này. Và 17 cái mầm gốc như này nhé. Phi điệp tím số 1 có giá là 700. Sang phi điệp tím số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em thấy là có 10 cái mầm gốc nó đang lên như này này. Có giá là 500. Thân hoa đây. Đấy, 1 thân hoa. 2, 3, 4, 5, 6 thân hoa. Và cái mấy cái mầm gốc này nữa đây, cái kỳ này nó ra mầm gốc quấn vào đây. Phi điệp tím số 2 có giá là 500k. Đấy. Tiếp theo em sang long tu xuân mã 66. Đấy, có giá là 170.000. Rất nhiều mầm gốc này, long tu xuân này. Đấy, về một bảng như này là 170.000 nhé.
rất nhiều mầm. Rất nhiều mầm gốc một bảng này, 66 170.000. Long Tu Xuân mã 66 nha các bác nhá. Long Tu Xuân mã 65. Đấy, cũng là 170.000. Long Tu Xuân thì rất nhiều nha các bác nhá. Các bác cứ báo Long Tu Xuân lấy mấy giò cũng được. Cái tạm thời là em lên hai cái mã như vậy thôi. Mã 65 cũng 170.000. Đấy. Tiếp theo em sang cái mã tam bảo sắc đi. Đấy. Đây, em có cái khúc tam bảo sắc mà dân vừa bóc về đây. Đấy, nguyên vỏ cây đây, về cái này mà bác nào mà có cái cây gì các bác cứ thế ốp nguyên nó vào cho em là cực đẹp này. Tam bảo sắc này. 300k cho mã tam bảo sắc số 52. Còn một thân này. Đấy. Đây nữa này. 300k. Tam bảo sắc số 52 nguyên bản. Hoa nó tàn nó ra quả rồi. Về các bác cắt quả đi dưỡng cây thôi. Đây, em vào cái giò tam bảo sắc to khủng cho các bác, hàng thuần. Mã 59 có giá 600k cho một cái cục to bự như này. Một cái cục to bự như này, mã 59. 600k. Đấy, cái này thì đang nụ nha các bác nhá, đang có rất nhiều nụ này. Đang rất nhiều nụ này, nụ này. Đấy. Tiếp theo, sang mã 60. Cũng có giá là 700k. Mã này thì nó to hơn một chút. 700k. Mã tam sắc số 60. 700k. Nụ đây các bác nhé. Vẫn còn nụ về để các bác chơi nụ này. Chơi hoa này. Đấy, nụ đây. Đấy, trên đây là toàn bộ cái video nhà em có ngày hôm nay. Các bác mà sưu tầm đơn nào thì em sẽ để số điện thoại trên tiêu đề. Các bác xem và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em. Xin chào các bác.